Chiều ngày 16 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Về phía lãnh đạo thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, nhà giáo qua các thời kỳ, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tinh thần vượt khó vươn lên của các thế hệ học sinh ngành giáo dục thành phố Sông Công đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Tính đến nay, toàn ngành có 29 trên 32 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 90,6%, trong đó 12 trên 29 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 99,92% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ lên lớp đối với cấp trung học cơ sở đạt 99%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Đặc biệt, năm học 2021-2022, ngành giáo dục đào tạo thành phố Sông Công được Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đánh giá là đơn vị đứng thứ 2 trên địa bàn toàn tỉnh về chất lượng giáo dục. Để tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục cho những năm tới, đầu tiên chúng tôi sẽ rà soát để sắp xếp lại cái quy mô trường lớp, thu gọn các cái điểm trường lẻ, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường để thực hiện cái chương trình phổ thông mới 2018. Cái công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên thì cũng cần được quan tâm để nâng cao cái chất lượng đội ngũ, bởi vì đội ngũ là yếu tố quyết định đến cái chất lượng giáo dục của toàn thành phố. Đối với các nhà trường thì ngành cũng sẽ chỉ đạo để các nhà trường sẽ huy động các cái nguồn lực hợp pháp của xã hội để tham gia vào cái nguồn lực đầu tư giáo dục, đồng thời thì chỉ đạo các nhà trường là tăng cường cái công tác bồi dưỡng về chuyên môn cho lực lượng giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học các nhà trường. Thành phố Sông Công hiện có gần 1.000 cán bộ giáo viên ở 3 cấp học. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhất là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, các thầy cô giáo trên địa bàn thành phố đã không ngừng tìm tòi, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, từ việc thiết kế những bài giảng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mạnh dạn áp dụng những phương pháp giảng dạy mới đến đẩy mạnh các hoạt động giáo dục mang tính thực tiễn, tạo môi trường học tập mở để học sinh có những bài học bổ ích, lý thú. Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để xã hội tôn vinh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đội ngũ thầy cô giáo đã cống hiến cho sự nghiệp chồng người, dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với những thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ để phấn đấu học tập, trở thành những tấm gương sáng cho học trò. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc quý thầy giáo, cô giáo luôn luôn mạnh khỏe và luôn tâm huyết với nghề để có thể dìu dắt chúng em trên những chặng đường sắp tới. Nhân dịp kỷ niệm 45 Ngày Nhà giáo Việt Nam thì xin gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các cái thế hệ đội ngũ nhà giáo đã giảng dạy và cống hiến trong ngành giáo dục đào tạo thành phố, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nhà giáo đã và đang cống hiến trong ngành giáo dục đào tạo thành phố Sông Công, và chúc cho các thầy các cô cũng như là toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Sông Công thì sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự nghiệp chồng người, sẽ thực hiện tốt và thành công mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo cũng như là đột phá về chất lượng giáo dục đào tạo theo nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Nhân dịp này, thành phố cũng tri ân và trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 2 tập thể và 2 cá nhân về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022. Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố.